khổ không mấy bạn. Về Vĩnh Long không có gì hết á, không có gì ăn, toàn là ăn ba cái đồ quỷ gì nướng 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 mà trứng gà luôn, chịu nói không đó. Đó khổ chưa. Ăn ba cái đồ quỷ bậy bạ, nướng 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 nhức cái đầu. À thôi đây, có con vợ nè, có con vợ đang làm chân gà, luộc chân gà. Hôm mùng 3 Tết ăn đồ nướng. Đây, đây là chân gà đó nha. Đây này là thịt bò nè, bò, thịt ba chỉ, rồi sườn. Bơi bơi lửa ra các em, là nó này là review món ăn ở trên YouTube lần đầu nha. Các bạn thấy mà dở mọi bạn đừng có la nha. Bên kia nồi chân gà luộc. Ừ, thịt bò bỏ sao giờ biết mà. Bên kia nó đang lặt rau đó, lặt rau làm gì á, lặt rau để nấu nấu lẩu. Sài Gòn không có bếp lửa, bếp than, xuống Vĩnh Long kiếm bếp than. Bếp than, bếp củi Sài Gòn kiếm hơi hiếm. Còn 12 đốt. Có cái bếp con nướng cũng được. Cái nướng ngon không ha? Tại nó cao á. Mới lọc, mới lọc. Cái này là sườn nè, là ba chỉ nè. Còn gà kia là chỉ con nào là xúc con đó. Gà này vịt nè, vịt này gà, vịt này là chỉ được, cũng muốn gọi là gà chỉ đó, là chỉ con nào là xúc con đó đó. Có con vợ nó kêu chỉ mình đi mới đâu, nó có anh nhúng vô cho nó lại, cho nó anh nhúng lại cho nó ướt ướt chứ, tại nó đang khô. Ướt rồi lấy cái đồ quét 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 lên. Lấy cái này nè, lấy cái nồi này bỏ qua. Má muốn ăn cái đó ốc bu đó, má muốn ăn liền thì cho bỏ gạo vô, bỏ do gạo á, lấy cái nước đó bỏ thêm đập 2-3 trái ớt nữa là vô, nó không nhả là mầm gì. Nó muốn ăn liền là. Còn bữa là má đem lên, bữa má đem lên là má để lâu quá rồi, để 3 4 bữa. Ngâm nó sạch, cái ruột nó ra không còn cái gì luôn á. Nè em có chấm nhúng vô rồi, chấm nhúng vô. Nó khô. Nó khô khô á, cái nào mà khô khô á, nhúng vô cho nó ướt lại. Làm kịp à, cháy thịt hết nè. Gì đâu cháy, lật quá ha. Út ơi, lấy tao cái dĩa Út. Có rồi.
nướng cái này nó vàng xuống thêm nữa ra rửa nó. Rửa này ngon nè. Rửa mà già quá nó ngon cháy thịt đen. Cái gì chị em hả? Cái này cắt. Cái gì? Sao? Chấm lên chấm lại. Có hai vợ chồng nướng nữa không? Khổ không? Hai vợ chồng vợ khổ. Phải đi nướng gà, nướng vịt cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Đi đâu vậy? Mày đi mua gì mà ông đòi ông giữ lại? Bà nội cái này chắc chín vừa đang ế thì bà rẻ ình Sài Gòn mấy rất là đúng. Nói chung là mỗi bữa nay thì nó cũng hơi nào không biết được không cũng có đóng à tết là vừa nhất luôn COVID đây là COVID chứ không phải ai uống dừa chứ. Trời ơi má hỏi con nó đi đâu có báo. Nó đâu muốn ở nhà má có thấy đi không à? Mua gì á? Đây, ốc lá. Đó, giờ muốn chỉ con nào bạn chỉ nào là múc luôn con đó luôn á. Nãy là nướng chân gà, nãy là chưa nướng chân gà, giờ nướng chân gà. Đó. Má múc cho ba cái cơm con làm cho ba luôn. Quá. Quá vàng luôn không? Quá vàng luôn ha mấy bạn à. Đó. Quá vàng. Vàng đẹp luôn. Lửa ngon, vàng đẹp luôn. Cục này chín rồi nè. Giờ nó đã chừng nào chừng nấy út nó uống nút cái này là về miền Tây ha, mình dân Sài Gòn về miền Tây cột chèo. Cái này gì thôi đó. Thịt hay giờ phải đã không? Đó. Đó miếng thịt nè, vô cái thau thịt nè, có cái kéo màu vàng nè, thấy không? Đó. Đó, đây. Quỳnh Trâm TV. Còn ba đứa này chưa có kênh. Ba đứa này chưa có kênh nóng á, mới bỏ vô. Mới có tuổi thôi, cái đó là Quỳnh Trâm TV, con gái mình ha. Đó. Còn đây cái tô này là tô của ông ngoại TV. Tô này là tô của ông ngoại TV nha. Đó, cái này là chín rồi nè. Mấy bạn ăn không? Mình gửi cho mấy, nếu mà mấy bạn nào ăn thì mấy bạn nói nha, mình cho mình địa chỉ mình gửi luôn. Mình ship luôn. Đó. Cái miếng đó. Miếng đó cái vú nó hơi đen. Từ từ chứ vú heo ông nội Phương ông cắt bự quá. Mày cho tao đây à, đi rồi cắt nó lại đừng nướng nữa, nướng thịt bò bỏ miếng đi. Ừ, ra bậy đây đó, Quỳnh Trâm TV đó, Quỳnh Trâm TV hôm nay hello ai bây giờ chú. Đó, Quỳnh Trâm TV đang dần cái nồi thịt nè. Quỳnh Trâm TV mai mốt cũng lên một cái TV của Quỳnh Trâm TV luôn. Giờ mình nướng thịt bò. Nãy giờ thịt heo rồi, giờ thịt bò ha.
đi mua 1,5 kg bún, 1 kg bún nó không chịu, phải đúng 1,5 kg nó mới chịu. Nó kêu nó ba, nó nói thành 3 kg luôn. Ăn lẩu, ăn mì gói. Ăn mì gói cũng được mà, lẩu ăn mì gói cũng được mà. Mì giấy ăn ngon. Colosa chứ không phải Milliket này. Mì thì phải ăn mì Milliket chứ. Cái này là cái vú heo ha. Vú heo nướng tới giờ này. Cái vú heo nướng tới giờ này đã nó hơi bị thâm rồi. Đó, đây là cái vú heo. Rồi để yên đã, cái này đang nóng, đừng kéo qua kéo lại để nó đổ nóng. Chân gà nướng nha cô chú. Thịt heo, sườn nướng, hiểu chưa? Đó phải nói à, miếng này là miếng sườn nướng nha. Đây là con gái ở miền Tây. Chào các bạn, chào cô chú chứ. À chứ đứng ăn sao vô. Ăn nhà. Vô trong nhà. Hai người ăn lẩu đó. Bà ngoại là đang quất cái chân gà. Còn bà nội đang ăn canh. Bà nội là bà nói ngán quá rồi. Ngán thịt. Chuyển sang ăn rau. Hôm qua ăn hết một ô mà mắm. Đó. Ừ. Sao giờ là cái này là cái lẩu ha, lẩu là lẩu hải sản đó, lẩu hải sản nhưng mà có bò đó, hải sản ha mấy bạn thấy không đó, mực nè đó, mực nè, cá bớp luôn, cá bớp nè đó, cá bớp nè đó, hồi nãy là cái ngoài kia là cái đám nhỏ, giờ vô đây là cái đám lớn, đám già ha đó đó, nó cháy nước tương rồi, thấy chưa, đã không, trứng chiên, nhà bán trứng chiên, nhà bán trứng nha. À, trứng nhiều lắm. Mắm kìa. Rồi, bò, bún. Rau ăn đã rồi. Rồi, rồi mấy bài hôm giờ. Hôm nay như đây là mùng 3 Tết. Làm cái clip ăn uống chơi cho vui. Ngày mùng 4 này. Bye bye.